Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tiết học âm nhạc lớp 4. Tuần trước, các em đã được học bài hát Bạn ơi lắng nghe. Bây giờ, các em hãy cho cô biết bài hát Bạn ơi lắng nghe là dân ca nào và do ai là đặt lời mới? À, bài hát Bạn ơi lắng nghe là dân ca Ba Na do nhạc sĩ Tô Ngọc Thanh đặt lời mới. Hôm nay chúng ta sẽ được ôn lại bài hát Bạn ơi lắng nghe qua nội dung bài học tiết 5, ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe. Và các em sẽ được giới thiệu, làm quen với hình nốt trắng và bài tập tiết tấu. Để chuẩn bị tốt nội dung này, các em chuẩn bị cho cô một vở thực hành âm nhạc lớp 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Và đi kèm là phần mềm iCBook. Với phần mềm này, khi không có giáo viên bên cạnh, các em cũng có thể tự học, tự ôn luyện và kiểm tra đánh giá lại năng lực của mình. Chúc các em có một phương pháp học thật tốt nhé. Bây giờ cô trò chúng ta bắt đầu vào nội dung bài học. Nội dung bài học hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất, ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe. Phần thứ hai, các em sẽ được làm quen với hình nốt trắng, nắm bắt được hình nốt trắng, độ ngân dài là bằng bao nhiêu nốt đen. Bây giờ cô trò chúng ta vào nội dung thứ nhất, đó là ôn bài hát Bạn ơi lắng nghe. Cô mời các em nghe lại giai điệu, lắng nghe lại lời ca của bài hát Bạn ơi lắng nghe. Nào chúng ta cùng nghe nhé. Bây giờ cô mời cả lớp chúng ta cùng hát lại bài hát qua phần nhạc đệm không lời của phần mềm iCBook nhé. Được ôn tập lại bài hát Bạn ơi lắng nghe. Với nội dung này, các em có thể sử dụng phần mềm iCBook. Các em được ôn tập, được hát đi hát lại nhiều lần, thật nhuần nhuyễn. Bây giờ chúng ta qua nội dung thứ hai, đó là bài tập thực hành. Chúng ta đi vào bài tập thực hành số 1. Với nội dung bài hát Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc nào? A. Hơ Rê. B. Thái. C. Mường và D. Ba Na.
Với nội dung bài tập thực hành này, cô sử dụng phần mềm Facebook để hỗ trợ cho các em chọn đáp án đúng nhé. Bài hát Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc A. Hơ Rê, B. Thái, C. Mường, D. Ba Na. Các em hãy suy nghĩ và chọn cho mình một đáp án đúng nhất. Cô sẽ sử dụng phần mềm Facebook hỗ trợ cho các em điền đáp án đúng. Đây và em, bài hát Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc Ba Na. Chúng ta kiểm tra lại kết quả nhé. Như vậy là các em đã có một đáp án chính xác. Xin chúc mừng các em. Chúng ta tiếp tục với bài tập thực hành số 2. Dân tộc Ba Na sinh sống chủ yếu ở vùng nào? A. Tây Nguyên, B. Miền núi Tây Bắc, C. Đồng bằng Nam Bộ và D. Đồng bằng Bắc Bộ. Các em hãy suy nghĩ và chọn cho mình một đáp án đúng nhé. Cô hỗ trợ cho các em với phần mềm Facebook. Dân tộc Ba Na sinh sống chủ yếu ở vùng nào? A. Tây Nguyên, B. Miền núi Tây Bắc, C. Đồng bằng Nam Bộ và D. Đồng bằng Bắc Bộ. Đáp án đúng ở đây sẽ là Tây Nguyên. Chúng ta kiểm tra lại nhé. Một lần nữa các em lại chọn được đáp án chính xác. Xin chúc mừng các em. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung tiếp theo. Bài tập thực hành số 3. Đối với đồng bào Tây Nguyên, họ thường chế tác các loại nhạc cụ từ những vật liệu rất đơn giản, rất đời thường, ví dụ như tre nữa. Với câu hỏi đồng bào Tây Nguyên có loại nhạc cụ đặc trưng gì làm bằng tre nữa? A. Sáo, B. Kèn, C. Đàn tơ rưng và D. Là đàn ống. Theo các em, những loại nhạc cụ trên, nhạc cụ nào đặc trưng nhất của đồng bào Tây Nguyên? Các em hãy suy nghĩ và chọn đáp án đúng. Cô sẽ sử dụng phần mềm Asus để hỗ trợ cho các em điền đáp án đúng nhé. Đối với các loại nhạc cụ đã nêu thì đáp án đàn tơ rưng là đáp án các em chọn. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại kết quả. Các em đã chọn được một đáp án rất là chính xác. Xin chúc mừng các em. Như vậy cô trò chúng ta đã hoàn thành nội dung bài học hôm nay rồi. Hôm nay các em được ôn tập lại bài hát Bạn ơi lắng nghe và làm quen với hình nốt trắng và bài tập tiết tấu. Về nhà các em có thể sử dụng phần mềm Facebook để ôn lại bài học hôm nay. Các em hát bài hát Bạn ơi lắng nghe thật nhuần nhuyễn và thể hiện một cách tự tin. Và đừng quên xem bài mới. Tuần sau chúng ta sẽ làm quen với bài tập đọc nhạc số 1 và sẽ được giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc. Bây giờ cô trò chúng ta tạm biệt. Hẹn các em tuần sau nhé.